Em Minh xin chào toàn thể quý vị, xin chào các bác đang theo dõi trên kênh YouTube của Minh Audio Sài Gòn. Ở trong video này, em Minh giới thiệu với các bác hai cặp loa đến từ thương hiệu của BMW và một mẫu âm ly mới về đến từ thương hiệu của Dinon. Model là Dinon 2000 AE, dòng âm ly 2000 bình dân. Sử dụng sò dòng Ultra 2 MOS, tiếng rất là hay. Đánh với những dòng châu Âu, đặc biệt là bên Đức mà rất là hợp nhau. Và trước tiên em giới thiệu cặp loa đầu tiên, đó là cặp loa Buxell của bên Đức, model là 607, hàng từ siêu thị Nhật về. Cặp này em tuyển thì có full thùng shop, hàng là trưng bày, còn rất mới, rất đẹp. Và đặc biệt là mức giá rất hợp lý cho một đôi loa Buxell cao cấp của hãng bên Đức. Đối với 607 chúng ta sẽ có cấu hình là hai đường tiếng. Dòng này thì chất âm rất đẳng cấp và rất là nhiều ở những cái thông tin khen ngợi ở trên Google, các bác quan tâm có thể tham khảo. Cặp này thì hiện tại em Minh về từ Nhật và có mức giá là 10.500.000 đồng dành cho đôi Buxell cao cấp, đầy đủ tất cả những phụ kiện, xốp sách, rồi cả bọc lưới đi kèm. Các bạn quan tâm chơi cặp Buxell cao cấp này thì liên hệ em. Tiếp theo thì em giới thiệu tới mọi người, đây là cặp loa BMW, model là CDM8. Cặp này thì đúng hàng chuẩn, em bao hàng chưa sử dụng tại Việt Nam, đúng số series, đúng đôi đúng cặp và có đầy đủ các catalog đi kèm. Các bác lưu ý cho em. Hàng đúng từ siêu thị Nhật các bác nha, màu đỏ rất đẹp, đúng số series. Cặp này sử dụng cấu hình 4 loa trên một thân thùng, một chest down, một mid và hai loa bass có thông hơi phía sau. Đối với mức giá cặp này thì rất đáng chơi, trong tầm là cặp này chia sẻ là 20,5, tức là 20.500 dành cho cặp CDM8 này. Chất âm tươi, sáng tiếng, đặc biệt là giải trầm, ghép rất là ăn ý với chiếc âm ly 2000 AE. Mặc dù chiếc âm ly này đã ra đời trên 10 năm nhưng mà các bác thấy này, hàng tuyển chọn từ siêu thị Nhật về, Ultra 2 Current Mods, cực kỳ xứng đáng chơi trong tầm giá, tiếng rất là hay. Cấu hình gồm có hai biến áp, hai tụ lọc lớn, hai bọc công suất chia hai bên. Và đây là cái phần lắp máy này các bác. AE, một chiếc âm ly rất là đẹp. Tuyển lựa thế này thì em mình hiện tại đang có mức giá chỉ 17,5 các bác nhé. 17,5 dành cho chiếc âm ly siêu phẩm 2000 bình dân này, rất đáng chơi. Còn cặp loa là 20,5, phối ghép cực kỳ là hợp với chiếc đi nông này. Bây giờ em Minh xin dừng video, trước khi dừng video em sẽ test một đoạn là nhạc trên đôi loa cũng như âm ly đi nông này. Thì bác nào có nhu cầu ủng hộ cho em Minh thì các bác liên hệ cho em, do trời mưa nó sẽ hơi ồn xíu ha, các bác thông cảm.